Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn mình ăn món nấu món chay, đó là món trà bình minh vào buổi sáng. Đây là nước mình nước trà ban cha mình đã hãm và vừa đun sôi xong. Mình xin tự giới thiệu mình ăn chay được khoảng một tuần nay, và lý do mình tìm đến muốn hướng đến một cái ăn chay đó là do mình cảm thấy rằng là ăn mặn thì khi mình ăn mặn các thức ăn động vật thì vừa là sát sinh động vật và vừa không tốt, mà thứ hai là do bị các mắc rất nhiều căn bệnh, nên mình quyết định ăn chay để giúp thanh lọc cơ thể cũng như là giúp cho thanh lọc cơ thể cũng như là cho làn da của mình đẹp hơn, nên mình quyết định ăn chay bằng buổi sáng thì mình nấu trà bình minh, còn buổi trưa buổi tối mình ăn trà nấu gạo nứt muối mè. Hôm nay mình nói làm món trà bình minh để giới thiệu với các bạn nhé. Đây là nước và bột sắn đây để nấu trà bình minh, khuấy đều lên để nấu trà bình minh cho mơ đã miền. Sau khi hòa bột sắn dây xong thì mình sẽ nghiền quả mơ muối. Đây là quả mơ muối, là mơ muối mình dùng mơ muối 3 năm để nấu trà. Lợi ích của việc nấu trà bình minh vào buổi sáng là giúp chúng ta thải độc cơ thể cũng như là thải độc chất độc cơ thể, và giúp cho mình cảm thấy rằng là từ khi vào uống trà bình minh thì làn da của mình mịn màng hơn, cũng như là sức khỏe được cải thiện, cũng như đường ruột mình được hệ tiêu hóa của mình được tốt hơn. Thì là mơ muối mình vừa mới nghiền nhỏ để cho vào bột sắn dây. Sau khi mà nước đã sôi thì mình cho bột sắn dây và mơ muối đã nghiền nát để cho vào nấu trà bình minh. Đây là trà bình minh uống buổi sáng này, vừa giúp thanh lọc cơ thể cũng như là giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, cũng như là chống được có sức đề kháng tốt để chống bệnh, được nguồn giúp chúng ta mạnh khỏe hơn. Đây là bột sắn sau khi mình đang ngoái để cho nó chín, ngoái đều để cho bột chín đều. Sau khi bột sắn dây đã gần chín thì mình cho nước tương đây là nước tương 3 năm để cho vào nấu cùng bột sắn, là giúp cho chất chữa rất nhiều, còn nó giúp cho cơ thể được mạnh khỏe hơn. Đây là sản phẩm nước tương. Đây là sau khi mình đã nấu xong trà bình minh thì mình sẽ múc ra bát để
ăn trong buổi sáng. Cũng có thể như là chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào chúng ta cần thiết. Cơ thể cần thải độc cũng như là tăng cường tính dương ở trong cơ thể, giúp bồi bổ mạnh khỏe cơ thể. Và đây là bát bột trà Bình Minh buổi sáng của mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những bữa trai trường ngon miệng. Xin cảm ơn. Ha ha ha, unsan mo di so ha.